làm gì? Nhổ cỏ hết lên cho tao. Bà ơi đừng về. Đừng tưởng thằng này không biết cái âm mưu chiếm đất của bà nhá. À con chó này, bố mới khăng nhổ hết cỏ nhà mày lên nhá. Mày không biết được bố mẹ mày đã làm những trò dơ bẩn gì đâu. Bà chị ơi, bà chị ơi. Chú này trông nông quen quen đấy nhở? Em Mạn đây, Tản Mạn đây. À, chú Mạn. Ôi dồi ôi, lâu không gặp, chú phong độ quá, tôi không nhận ra. Bà chị cứ nói quá. Thôi, bà chị cho em xin cốc nước đi, em còn về ăn dỗ đấy. Đấy, nói mới nhớ nhá, lát ông nhà tôi cũng sang bên đó đấy. Lâu không gặp, khéo lại có khối chuyện để buồn đấy chú ạ. Úi giời ơi. Thế thì tí nữa bà chị đừng có mà gọi túm đầu ông ba về sớm ấy nhá. Tôi cấm thế nào được. Nhưng mà nói gì thì nói, chú uống vừa thôi, không say giờ lấy lại khổ đấy. Chị cứ yên tâm. Mà cái sữa bao bì ấy, dạo này nhìn nó khác thế hả chị? À, sữa mới đổi tên thành lót bao bì để chống hàng giả đấy. Ngày xưa ấy, hãng đăng ký tên bao bì đầu tiên. Thế mà bây giờ khắp nơi người ta lấy tên y xì như thế, người ta bán tràn lan ra. Ở đâu chứ, nhà tôi là chỉ có bán hàng chuẩn thôi chú ạ. Thôi thế bà chị cho hai cầu đi, để về thắp hương nào. Đây để chị lấy cho. Mà thôi, bà chị cho giả tiền nước. Thôi, đáng bao nhiêu đâu, chẳng nhẽ chị không mời được chú cốc nước à? Thế cảm ơn nhá. Có gì chị bảo ông anh qua sớm nhá. Chị biết rồi. Ăn cái gì không biết. Chào bà chị nhá. Ơ, chú Mạn, phải chú Mạn không? Chú về bao giờ đấy? Mới về. Bao nhiêu năm rồi mà nhìn bà chị vẫn thế nhà. Ôi giời, chú đi bao nhiêu năm mà vẫn nhớ chị ngày xưa như thế nào cơ à? Ôi, có cái gì mà không nhớ. Thế ông anh bất nhà em có khỏe không? Anh khỏe. Thế rảnh tối ra nhà chị chơi nhá. Ok, tối em qua. À, thế về ăn dỗ mẹ đấy hả? Chuẩn luôn. Nhà anh trai chú bây giờ khá giả lắm. Thằng Sơn nó đi du học về, lại được nhận vào công ty sữa quốc tế. Giờ oách nhất cái làng phố này đấy. Thế chị ghét hay là chị mừng như nhà anh thôi? Chú nói thế, tất nhiên là mừng rồi. Thôi, tôi đùa đấy. Tôi đi về đây. Chú về nhá. Tối ăn chia chị cho nhá. Kể ra cái thằng này cũng đen. Lúc có tiền thì ăn chơi chắc táng tù tội. Giờ về thì tay trắng. Không biết có làm nên cơm cháo gì không. Này, con bé kia. Mày đang làm gì ở đây đấy? Mày biết đây là ruộng nhà ai không? Mà sao mà cho ai cho mày trồng cỏ lên hết này? Thế ông là ai? Tôi là người đã thuê lại thửa ruộng này, có hợp đồng đàng hoàng, ông muốn gì? Đây là ruộng của tao nhá. Tao cho thuê lúc nào? Nhổ cỏ hết lên cho tao. Sao lại thế được? Hợp đồng tôi đã thuê 5 năm, nói nhổ là nhổ à? Tao đếch quan tâm nhá. Tao còn sờ sờ đây, thằng nào dám cho mày thuê? Bác bá tản lĩnh cho tôi thuê. Hợp đồng tôi đã ký đàng hoàng, bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào đây, ông nói thế mà nghe được à? Con danh con này, mày con cái nhà ai mày mạnh mồm ấy. Mày cứ đợi đấy nhá. Dạ thưa ông, người nhiều mực, cháu tên là Dã Quỳ, cháu của ông bà bất lực. Nếu mà ông muốn ấy thì cứ vào làng mà hỏi, ai cũng biết đấy, cháu không chạy mất đâu mà sợ. À con chó này, bố mới khăng nhổ hết cỏ nhà mày lên nhá. Chẳng biết ông nào. Chuyện. Ngồi đi chú. Mà sáng nay chú về mấy giờ thế? 4 giờ tôi đã lên xe về rồi. Ngồi đi chú. Dỗ mẹ tôi mà, sao tôi có thể về muộn được. Mà ông anh quý hóa của tôi đâu rồi hả bà chị? À, sáng cháu Sơn nó chở ông ra chợ mua ít đồ. Chắc cũng sắp về rồi đấy. Hê, chú ngồi uống nước, chị xuống nấu nồi đi đồ nhá. Khoan đã. Tiện có chị ở đây thì cũng hỏi luôn. Ngày trước ấy, thầy Bu để lại cho tôi cái thửa ruộng. Bây giờ tôi có việc, tôi muốn lấy lại. Chú đi làm bao nhiêu năm nay có ngó ngàng gì đến đâu, sao giờ về lại? Tôi nhờ anh chị trông hộ, chứ tôi đâu có cho hẳn đâu. Đi bao nhiêu năm nay chắc thửa ruộng ấy không còn tên tôi nữa phải. Ý tôi không phải thế, mà chú đi suốt đùng đùng về đòi lại, nhỡ
thua hết vốn liếng thì lại khổ. Chả biết là anh chị xót cho tôi hay là đau cho cái ví tiền của anh chị nữa. Biết hết đấy. Ơ, cái chú này, chú đi biển biệt bao nhiêu năm nay, thuế ruộng thuế đất có bao giờ chú hỏi đến đâu. Mà vợ chồng tôi ở nhà trông ruộng cho chú có phải ra ngó là xong đâu, mà giờ chú lại nghĩ xấu vợ chồng tôi thế à? Chú định làm gì? Ruộng của chú tôi cho thuê rồi. Thế anh chị đã hỏi ý kiến tôi chưa? Tóm lại giờ tôi muốn lấy lại mảnh ruộng đó. Có 10 năm hay 20 năm nữa thì nó cũng là của tôi. Chuyện gì mà ầm ĩ cả lên đấy? Ông à, chú Mạ, chú về rồi đấy à? Cho chú. Đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần. Thằng này mới đi có chục năm mà đã không bằng chó mèo nhà hàng xóm cả. Một giọt máu đào hơn ao lục lã. Có chuyện gì chú nói rõ ra đi. Vừa mới về đến nhà đã sức mé như thế. Hai vợ chồng nhà các người đúng là kẻ tung người hứng. Đừng dở cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đấy ra nữa. Giả lắm. Thích ấy thì để thằng này chơi với chính quyền. Ơ chú Mạn. Thế đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Bà nói tôi xem nào. Mà giờ này bà còn chưa cơm nước gì. Cậu em vàng ngọc của ông đấy, vừa về đến nhà đã xìa sói tôi rồi. Mà có ai như chú ấy không? Hai vợ chồng ở nhà trông ruộng cho chú ấy, bỏ tiền ra để đóng thuế, có cấy được đấy. Nhưng mà bán đi được bao nhiêu tôi cũng ghi đầy đủ vào sổ sách. Thế mà... Thế làm sao? Giờ là ban ngày, không có trăng hay sao cái gì cả. Nhưng mà ông em của ông ấy đang về đòi ruộng đấy. Tôi đã bảo rồi, ruộng là cho thuê rồi. Mà không biết là bảo lấn chiếm cái gì. Thế này, bây giờ đi rêu rao hết cả làng. Đẹp mặt nhờ. Chắc là chú ấy vừa mới về, gặp mấy thằng bẩn tính, nó đâm bị thóc, nó chọc bị gạo. Để tí chú về chú bình tĩnh tôi nói chuyện với chú ấy. Bà không có gì mà cứ phải ôm nhà lên cả. À, tôi biết ngay mà. Tôi vẫn chỉ là người ngoài thôi, làm sao so sánh với đời anh em nhà ông. Ui giời. Bao nhiêu năm nay vun vén cho cửa nhà. Thế mà giờ. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Mà mẹ, mẹ đừng nói với con rằng là mẹ cho cái giá quỷ nó thuê thửa ruộng nhà chú Mạn rồi đấy nhá. Phải không hả bố? Con đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng cho con bé ấy thuê. Vậy mà bố mẹ còn cố nữa. Nhưng mà ruộng để không, chả cho thuê để làm gì. Mà những điều khoản bồi thường trong hợp đồng cũng là đều là do bố mẹ đề nghị ra. Đúng là mua việc của người. Thôi bà ngồi xe lại đây tôi xem nào. Có chuyện gì bình tĩnh nói. Thế bây giờ ý ông thế nào? Thế còn thế nào nữa? Còn mỗi một cách là sang nhà con bé giã quỳ, nói khéo với nó xem như thế nào chứ. Con nghĩ không dễ dàng như thế đâu. Con bé đang làm ăn thua lỗ, ruộng nhà nó cỏ thì heo úa, đến bò chẳng muốn ăn. Tự dưng mỡ lại dâng đến miệng mèo, chắc chắn nó không bỏ qua đâu. Mà cái chuyện thuê đất này, tôi đã bảo với bà rồi, từ từ đã. Tôi định gọi điện cho chú ấy, nói với chú ấy một câu, xong thì giải quyết. Thế mà bà. Thế là giờ là lỗi của tôi phải không? Hả? Ôi giời, cao đất dày ơi. Bao nhiêu năm qua tôi có tơ hào được đồng nào đâu. Lo cho cái gia đình này, lo cho chồng, cho con, lại lo cho em chồng nữa. Chú uống nước đi. Tôi cũng đang định sang bên đấy. Ơ kìa, sao chú lại thở dài thế? Tôi đang tức đây. Tức à? Mẹ kiếp. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Có phải là đất của tôi, ai muốn thuê hay ai muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của tôi đúng không? Ờ đúng. Thì là của chú mà. Nhưng làm sao? Thế mà nhá, ruộng của tôi giờ đã không còn là của tôi nữa. Ông anh yêu quý và bà chị dâu đanh đá của tôi đã mang thửa ruộng đi cho người khác thuê và đút tiền vào túi rồi. Ông thấy như thế có được không?
Có chuyện này cơ à? Sao mà giả được? Ruộng của tôi sáng nay tôi đi qua đã thấy trồng cỏ lên rồi. Mà có cái con bé nó tên là cái gì ấy nhỉ? Nó đành đá lắm. À, con bé tên là Dã Quỳ. Đúng là trước nó có xin phép một vài hộ dân được thuê lại đất để trồng cỏ. Chắc là chú đi xa lâu không biết. Cái nhà máy sữa Ba Vì ngày xưa ấy, bây giờ có quy mô to lắm. Thế nên là người dân chuyển sang trồng cỏ, nuôi bò và bán lại sữa cho nhà máy. Trồng cỏ, trồng lúa gì thì tôi cũng không cần biết. Nhưng đấy là đất của tôi. Đã muốn làm gì thì phải qua ý của tôi, phải hỏi ý kiến của tôi. Không thể kiểu tự tiện như thế được. Ê kìa, chú cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm sao được? Tiện thể đây ông cũng đi sang ăn dỗ đấy. Ông đi sang giải quyết lốt cái chuyện đất đai cho tôi đi. Không thì không xong với thằng này đâu. Tôi đã. Bà Vì ơi, bà ở nhà trong nhà nhá. Tôi đi ăn dỗ rồi. Ờ, từ từ đã. Đợi tôi tí. Ôi, lại còn chuyện gì nữa? Người ta cháy nhà nữa rồi kìa. Ôi dồi, đây đây đây. Ông cầm mấy cầu sữa này sang thắp hương đi. Tôi chuẩn bị phong bì đây rồi. Khổ quá, ông cứ cầm đi. Đi đi. Rồi tôi đi đây. Ờ. Ơ, chú Quyền rồi đây nào. Là chú Ba nữa. Ba. Anh chú vào đây ngồi uống nước rồi tí ăn cơm. Dạ. Uống nước ra cho hai chú đây. Chú Mạn này, tôi biết là chú đang giận tôi về cái chuyện ruộng đất. Nhưng mà đất để không, không cho thuê thì để làm cái gì? Không biết là bao nhiêu năm nay vợ chồng anh chị cho thuê được bao nhiêu của nhà. Giờ thằng này về đòi đất, khó khăn thế. Ê kìa chú, chú cứ bình tĩnh đã. Gì mà phải nói móc mỉa anh chị chú thế? Nhà đang yên đang lành, tự nhiên về gây chuyện. Bà Loan gây chuyện, bà Loan đừng về. Cái con mụ đánh độc kia, đừng tưởng thằng này không biết cái âm mưu chiếm đất của bà nhá. Tôi thì có âm mưu gì? Bao nhiêu năm nay chăm chút đất cho chú, giờ thành chiếm đất à? Đừng có dở cái trò nước mắt cá sấu ra với thằng này. Chú im đi, chú không được xúc phạm chị dâu chú như thế. Vợ chồng tôi làm gì cố trời biết. Bố mẹ, bình tĩnh lại đã. Bố mẹ là dỗ bà đấy. Mà cả chú nữa, chưa biết đó đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chú đã sang gây sự làm loạn cả nhà cháu lên. Chuyện của tao chưa đến lượt mày lên tiếng. Mày không biết được bố mẹ mày đã làm những trò dơ bẩn gì đâu. Làm gì chú nói đi xem nào. Hôm nay phải ba mặt một lời. Chú đi thì không sao, chú về nhà là chú xỉa sói tôi là sao? Thế cái vụ nịnh nọt bu tôi để chiếm lấy cái nhà này thì sao? Tôi và ông Tản đấy đều là con trai. Vậy tại sao lúc bu tôi mất không cho nổi tôi một miếng đất để cắm rùi? Chả phải là ba ton hót thì là ai? Chú nói nhằng nói quậy cái gì đấy? Tôi là trưởng, việc thờ cũng là việc của tôi. Mà trước mẹ cho chú 2/3 cái chỗ thửa ruộng tốt rồi, lại còn cho thêm một khoản tiền để chú đi làm ăn, chú còn muốn thế nào nữa? Mấy cái đồng bạc ấy, thì làm được cái khỉ gì? Mà tôi hỏi ông nhé, 30 triệu đấy thì ông làm được cái gì? 30 triệu? Ấy, chú cứ bình tĩnh, 30 triệu ngày xưa tôi phớt đấy. Chú xem cái hoàn cảnh nhà mình lúc đấy như thế nào. Nhà có cái gì thì bán tất để chạy chữa cho bu. Còn chú ra sao? Sáng thì nhậu, chiều thì độ xe. Ai dám cắt đất tổ tiên để chia cho chú? Hả? Cái ruộng của tôi đâu? Ruộng của tôi đâu? Các người tính cho thuê xong hất tôi ra khỏi nhà đi. Chú thôi đi. Nhà cháu sẽ giải quyết rõ ràng chuyện này cho chú. Không ai muốn dây dưa đâu. Biết điều à? Sơn! Sơn! Nhân tiện có ông Ba ở đây. Hả? Ông lập ngay cho tôi cái biên bản. Ờ? Để xem ai có thể lấy được đất và tiền của tôi ở đây. Rất là mất thời gian với gia đình này nhá. Chào các bác ạ. Dã Quỳ đấy à? Vào đây ngồi uống nước cháu. Vào đây, vào đây. Vào đây. Cháu ngồi uống đây. Uống nước xong thì bác cũng có chuyện muốn nói với cháu. Cháu biết hôm nay mọi người gọi cháu sang đây có chuyện gì. Nên là cháu có mang theo giấy tờ thuê đất đấy ạ. Mày đưa cho xem nào. Giấy trắng mực đen thì nhá. Thời hạn thuê đất là 5 năm. Đứng tên... Ơ kìa, đọc tiếp đi chứ. Sao đọc ngừng thế? Chú nhìn rõ chưa? Tên chủ đất là ai? Tiền trả cho ai? Tôi nhịn chú hơi bị lâu rồi đấy. Chả qua là tôi không nói ra thôi.
vì sợ chú không tin. Đây, chú xem đi. Bao nhiêu năm qua có cấy hái trên ruộng của chú, tôi vẫn ghi rõ đấy. Tiền thuê vẫn tính theo từng năm, trừ những tiền thuế đi, của chú có bao nhiêu tiền, tôi ghi rõ hết đấy. Đấy, chú xem đi, xem cho kỹ vào. 10 năm nay vợ chồng tôi được cái gì của chú? Đất tên chú, tiền gửi tiết kiệm. Vợ chồng tôi được hưởng lợi cái gì? Ngày mai tôi sẽ dẫn chú lên ngân hàng rút sổ tiết kiệm. Thế mọi chuyện này như thế nào? Nói chung là mấy cái chuyện này rất là mất thời gian nhé. Gia Quỳnh, cháu tự giải thích rõ cái việc thuê đất này của cháu như thế nào đấy. Thì như mọi người đã thấy, bác Lĩnh đây là người làm giấy tờ cho cháu thuê đất, nhưng người đứng tên và người hưởng tiền thì là chú Mạn đấy ạ. À, nếu bây giờ chú Mạn muốn lấy lại đất thì cháu không tính phần bồi thường phá hợp đồng đâu ạ, vì gia đình mình đều có lòng giúp đỡ cháu. Nhưng cháu đã bỏ rất nhiều công sức và tiền giống lên ruộng đó, mong gia đình có thể hỗ trợ cháu phần nào ạ. Cháu nói có lý. Ê kìa cháu, cứ bình tĩnh đã, để bác nói vài lời. Chú Mạn này, cỏ nhà cháu Dã Quỳ trồng ở trên thửa ruộng nhà mình ấy là để nuôi bò, rồi sau đó lấy sữa bò bán lại cho nhà máy sữa Ba Vì. Mà chú chả thích uống cái dòng sữa đấy còn gì nữa, đúng không? À, đây này, đây. À, sữa nhà máy đây này. Mà nói mới nhớ, năm nào ông Tản sang nhà tôi mời ăn dỗ, chẳng lựa từng vỉ sữa này về để thắp hương cho các cụ. Sáng nay tôi cũng nghe nhà tôi kể chuyện là chú nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, chú với cả cái ông Tản này đi cắt cỏ, xong về được thưởng mấy hộp sữa này. Ấy, ngày xưa anh em quấn quýt như thế, bây giờ có mỗi cái chuyện hiểu lầm thôi mà. Đấy, bây giờ chú là chủ ruộng, quyền quyết định trong tay chú. Tôi là định gom với chú một số vốn để sau này về chú lấy tiền làm ăn, cất đất xây nhà. Nhưng bây giờ chú đòi ruộng, thì tôi lại phải lo cái số tiền để mà hỗ trợ cho cháu Dã Quỳ thôi. Không biết làm thế nào. Lỗi là do tôi, thấy ruộng bỏ không mà đi cho thuê không hỏi ý kiến chú. Thôi giờ thì vợ chồng tôi bỏ số tiền đấy ra, còn chú lấy ruộng về, muốn làm gì thì làm. Em xin lỗi anh chị, tính em nó hơi nông nổi, trước giờ nó vẫn thế rồi. Cái mảnh đất thì em xin phép anh chị vẫn giữ giùm em. Còn cái tiền lãi ở cái sổ ấy thì anh chị cho em góp dỗ cho thầy Bu. Thôi ông Tản ạ, dù gì một giọt máu đào hơn nào nước lã. Hôm nay cũng là ngày dỗ cụ bà, anh em đoàn kết cho nó vui vẻ nhá. Thôi, mọi chuyện dĩ hòa vi quý chú ạ. Anh em cả chục năm mới gặp, tôi cũng không có để bụng cái chuyện đấy đâu. Hồi bé, dù anh có đánh thắng em, anh vẫn nhường cho em những phần sữa nhiều hơn. À thôi, hay là em mua lấy vài thùng và anh em mình giải hòa nhé. Già đầu hai cái tóc rồi dỗ nhau sữa. À, bằng sơn nhà mình đã làm trong nhà máy sữa đấy chú ạ. Ừ đúng đấy. Mà đây, hôm nay em mang thêm sữa sang, tí thắp hương cho cụ, xong thì anh em chia nhau. Nếu mà thiếu thì tí sang nhà tôi lấy tiếp, nhà tôi đẩy. Ồ, vẫn còn à? Ui, nhiều lắm. À mà này, mọi người ngồi đây để tôi vào tôi hóa vàng, xong dọn cơm đến cơm. Dã Quỳ, cháu ở lại ăn cơm với nhà bác cho vui nhá. À, dạ thôi ạ, hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi, để hôm khác cháu sang ạ. Dạ, cháu xin phép cháu về trước ạ. Còn lại còn ngại nữa. Từ từ đã. Mà chú bảo nhá, cái tính con gái ấy, nó phải thùy mị nết na một tí thì nó mới có thằng Tán. Mà nếu không thùy mị nết na thì cứ giả vờ đi, cưới xong về tính tiếp. Chứ không cái tính như mày thì cho lấy. Dạ, vâng, cháu xin phép về đi ạ. Thôi, ngồi đây để tôi vào tôi dọn cơm nhá. Mà còn bác nhá, hôm nay không say không vào đấy. Thôi ông ạ, nhờ có ông mà gia đình tôi được yên vui như ngày hôm nay. Hôm nay thì bà Vì có sang thì cũng kệ, phải say. Nói chung là nhà bao nhiêu rượu bằng cái này, một mình tôi cần hại anh em ông luôn. Nhớ sớm.
Ok, đi đi đi.